Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 220 yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắt về phòng cháy chữa cháy, phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ ngành địa phương ra soát chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy để kịp thời sửa đổi bổ sung ngay theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung để mạnh cải cách cắt các giảm mạnh thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội cùng với đó phân loại cụ thể theo nhóm các công trình cơ sở có khó khăn vướng mắt trong việc khắc phục sau kiểm tra ra soát chủ động kịp thời giải đáp hướng dẫn các quy định và giải pháp để cơ quan tổ chức doanh nghiệp người dân khắc phục tổng thể các vi phạm thiếu sót về phòng cháy chữa cháy phục vụ có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh hoàn thành trước ngày 30 tháng 4